Sáng nay tại trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh, báo Thanh niên phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình tư vấn mùa thi năm 2023. Chương trình năm nay có sự tham gia của gần 30 trường đại học cao đẳng, thu hút hàng ngàn học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Tại đây, thành viên ban tư vấn giới thiệu những thông tin mới nhất về quy chế tuyển sinh năm 2023, trực tiếp trả lời các câu hỏi của học sinh và phụ huynh liên quan đến kỳ tuyển sinh đại học cao đẳng 2023, xu hướng ngành nghề đào tạo, cơ hội trúng tuyển vào các nhóm trường. Đây là cơ hội để học sinh được tư vấn tuyển sinh trực tiếp, hiệu quả hơn việc tư vấn trực tuyến như mọi năm. Em cũng khá là gọi là mông lung về cái hướng đi của mình sau này. Nên là khi mà em đến với chương trình hướng nghiệp ngày hôm nay thì em mong là mình sẽ tìm ra được gọi là được hướng đi đúng nhất của mình, cũng như là thế mạnh cái ngành mình thích. Tụi em cũng đang trong quá trình luyện đề, với lại cũng xác định được chuyên ngành của mình rồi, cho nên là tập trung vào những môn mà mình thi, tìm hiểu thêm được trường mà nhiều trường hơn, hoặc là thông tin về trường mà mình yêu thích. Bên cạnh công tác tư vấn tại các gian hàng của các trường đại học, cao đẳng, học sinh còn được hướng dẫn trải nghiệm khoa học, robot, trí tuệ nhân tạo, tiếp cận những sản phẩm khoa học công nghệ mới. Năm thứ 25 được tổ chức, chương trình tư vấn mùa thi của báo Thanh niên đã trở thành kênh cung cấp thông tin rộng khắp về thi cử, góp phần định hướng nghề nghiệp cho các bạn trẻ. Theo dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra sớm hơn so với năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, kỳ thi cơ bản giữ ổn định như năm 2022.